Bây giờ bà xã ẵm đứa bé để qua bên siêu thị của đứa con gái. Đây là công ty đi casino giao cho con gái nó quản lý. Bây giờ băng qua đường. Khách hàng đã đến mua hàng. Trước cửa đó là nước chai nước suối. À, ba thấy mấy cái này là hàng á. Tới quá trời luôn, còn ở trong một đống. Ngủ ngon quá. Chị đó con. Nè. Thôi được rồi. Nè. Hả? Có gì đi Việt Nam một tuần nữa. Có chừng nào đi? Tháng tư ở bà sinh nhân tu là không phải năm này, năm tới. Năm 11 ha. Em phải làm giấy Việt Nam nha. Em phải thật thân nhau Việt Nam nha. Em mieux que moi encore hein. Ça c'est possible. Ah, ça c'est vrai. Voilà. Là voilà. Bah, vous allez parler mieux que lui hein, parce que après quand non, quand tu vas lui parler en vietnamien à lui. Lui il ne comprend pas. Ah, on va dire des bêtises à papa, il ne comprendra pas. Voilà. Merci, papa. Non. Oh, il est trop beau. Voilà. Cửa hàng là của rẻ nhưng gái quản lý. Sắp vô ha. Ở đây toàn bộ là mấy cái nước rửa chén, nước rửa bàn cầu, bột giặt là cái chỗ này. Cái này là sắp hai hàng đó luôn. Rồi. À, hôm nay ba tới phụ con dọn dẹp. Qua chơi, sinh nhật làm luôn, cho biết. Nhiều quá, mặt hàng nhiều quá. Cái này giống như trò chơi vậy đó, sắp xếp, sắp vô. Nó cứ để quay leo lên luôn. Ờ. Rồi, có thể sắp chút mình. Ba của ông Phụng ở đây tập bán siêu thị đó, bấm cái số tiền cho biết bao nhiêu cái giá cả. Năm trăm lại hai lần là được rồi đó, cho ông lẫm làm thử thôi được không? Sao được rồi. Em coi đâu, ông xuống đây.
La personne suivante, s'il vous plaît. Voilà. On y va. Voilà. Đóng cửa tiệm, nhờ ba dọn đồ vô giùm. Đem mấy cái cam, mấy cái đồn bài hồi nãy giờ đóng là phải đem vô. Này để đâu? Ba cứ để ở kế bên á. Allez-y. Merci. Tant pis. Cái bảng che lại bà. Để nhìn được không? Được. Giờ chỉ đem vô thôi. Còn cái cây ra này nữa. Còn cái cờ. Xúc ra. Không có sao, tới ngày mai để vô lại. Sorry.